một cầu thủ túc cầu Ai Cập nổi tiếng bị cấm chơi vì đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống bị lật đổ, tên từ Cairo. Một câu lạc bộ túc cầu hàng đầu của Ai Cập đang mở cuộc điều tra một cầu thủ của họ sau khi người này bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống bị lật đổ, ông Mohamed Morsi. Liên đoàn túc cầu Ai Cập tuyên bố cấm cầu thủ Ahmed Abdel Zahir tham gia các trận đấu cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất. Sau khi đá banh vô lưới giúp cho đội Al Ahly thắng đội Orlando Pirates, đưa đội Al Ahly tiến xa hơn trong các trận đấu luân phiên để giành chức vô địch châu Phi, cầu thủ Zahir đã làm dấu bốn ngón tay là dấu hiệu đang được những người ủng hộ tổng thống Morsi sử dụng sau khi bị lực lượng an ninh đàn áp trong tháng 8 làm cả ngàn người chết. Trong tháng 10, một nhà vô địch võ thuật Ai Cập đã bị cấm thi đấu sau khi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Morsi.